Hey, mình xin chào bà con và các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ sổ dung sáng cho cái con bò nghé của mình mới mua bà con. Thì đúng ra thì giờ chích bồi dưỡng luôn. Thì đúng ra mình phải khi mình bắt con bò nghé về, ở sau mình vận chuyển về thì mình nên chích bồi dưỡng liền cho nó. Nhưng mà mình hôm nay thì cũng rất là bận, với lại coi con nghé mình cảm thấy mua về nó rất là khỏe, bởi vì mình cái đường vận chuyển thì cũng rất là gần, thành ra tới bữa nay thì mình cũng phải chích cho nó một liều để cho nó khỏe. Thì mình chích đó là thuốc Catosan, thì Catosan này của công ty Ba Gia Đức, thì nếu bà con thì cũng có rất nhiều bà con sử dụng. Thì hôm nay mình chia sẻ với bà con nào đó giờ chưa có sử dụng thì nếu cần thiết thì mua cái loại đó chích rất là tốt. Với những bà con mà mua bò ở xa về thì con bò rất là mệt mỏi, thì chích cái loại thuốc này đó vô thì con bò nó rất là khỏe. Và cái loại thuốc đó thì nó cũng bồi bổ, như là giúp con bò mình nó thèm ăn hơn, rồi nó cũng cung cấp canxi, rồi giúp con bò mình nó phòng được cái trị bệnh cho con bò mình là rối loạn trao đổi chất, thì nó còn rất là nhiều. Thì mình chỉ biết là mình chỉ nói sơ sơ thôi, nếu bà con nào có chích thì nên tìm hiểu kỹ về cái loại thuốc đó. Và mình kết hợp sổ dung cho nó, thì cũng có nhiều bạn yêu cầu mình làm cái video để chia sẻ cái cách sổ dung cho con bò nghé. Thì có bạn hỏi mình cái thuốc Bio Anfen đó là thuốc sổ sắn lá gan sổ cho con bò nghé được hay không. Thì tuy nhiên cũng được, nhưng mà mình cảm thấy cái thuốc đó thì không nên sử dụng cho con bò nghé, vì cái liều thuốc đó là nó đặc trị là cái sáng lá gan là cơ bản, còn những cái dung thì nó cũng trị được, nhưng mà nó không có hay bằng cái loại thuốc này. Thì hôm nay thì cái loại thuốc này mình hòa mình chút xíu cho bà con xem. Thì cái loại thuốc đó là mình thường là mình sổ chung dung cho những cái con bò nghé mới mua về, nói chung là con bò nghé khoảng 6 tháng tuổi trở xuống á, thì mình sử dụng cái loại thuốc đó. Cái loại thuốc đó thì nó đặc biệt là để trị những cái loại dung như dung tròn, dung phổi, dung này kia rất là hay, nó cũng trị sáng được nữa, nhưng mà nó không hay bằng cái loại thuốc Anfen, Bio Anfen đó, thì nó tốt hơn. Sổ sáng thì mình sổ cái loại kia, còn mình sổ dung thì mình loại cái sổ này. Thì mình bây giờ mình mời bà con xem mình làm nha. Mình bắt đầu mình sổ rồi xong mình chích cho nó một mũi bồi dưỡng đi bà con. Thì cái loại thuốc này nó rất tốt nha bà con, thì nó thành phần nó là abentazon, thì nó hay thêm có cái là nó cộng thêm cái levamisol nữa, thì nó sẽ mạnh, nó sẽ mạnh, cái thuốc này sẽ mạnh hơn. Cái này thuốc này nó đặc chứng GMP luôn đó bà con, thì của WHO, thì hiệu Novavax. Thì mình sử dụng cho bò nghé thì mình sử dụng cái này, thì trong vòng 3 tháng thì mình sổ lặp lại cho nó, còn khi mà nó lớn lên đó thì mình sử dụng cái bio kia, cái viên hôm rồi mình có chia sẻ đó, thì rất là tốt. Thì giờ mình đổ, mình trộn với thức ăn cho nó ăn luôn, nó nghe thức ăn là nó mê rồi đó. Mình một gói này á là sổ được tới này 100 kg thì trọng lận, cái này 10 g nè, trong đây nó có để bà con, 10 g thì sổ được 200 kg thì trọng, thì con bò này một khoảng 100 mấy thì mình cũng sử dụng được. Hôm nay mình sổ sáng xong rồi thì mình tiếp tục chích bồi dưỡng cho bò luôn nha bà con. Thì đúng ra con bò thì mình phải nên bồi dưỡng thì trước khi bắt về, nhưng mà mình bắt hôm nay cũng không mấy ngày, bởi vì con bò mình thì mình thấy về nó cũng rất là khỏe, thành ra mình cũng không có chích liền, với mình vận chuyển cái đường cũng gần á, mình về mình thấy nó cũng sung, thấy nó khỏe. Thì hôm qua mình có đi mua mấy cái loại thuốc kia sẵn, mình có mua luôn. Cái này là Catosan của Ba Gia, vì mình chích ít á,
thành ra mình không có mua nguyên cái hũ, cái hũ 100 xe đó tới 200 mấy á, 250, 270 gì đó. Thì mình không có mua, này mua 10 xe. Thì cái liều lừa dùng của Catosan này á, thì đối với gia súc có như dê, cụ, ngựa, bò, trâu rồi đó, thì từ 5 đến 25 ml trên một con, tùy theo trọng lượng lớn nhỏ. Nhưng mà mỗi cc của nó đó thì nó được là 20 kg. Thì con bò này mình độ chắc cũng khoảng 100 kg, khoảng 100 kg, hơn 100 kg. Thì có thể mình chích từ 5 đến 10 cc cũng được. Cái này 10 cc là mình chích cho nó một lần mà coi. Con bò này nó chắc cũng, nếu mà tính trọng lượng con bò này chắc cũng khoảng 230 kg á, mình chích đại cho 10 cc cho nó luôn. Để cầm ống chích đi tối ngày. Quen mày quen không mày, giờ quen với thầy vậy không? Mới không biết gì đâu. Lần đầu tiên trong đời đó. Rồi xong. Ok. Không vấn đề gì hết. Thôi video mình đến đây tạm dừng cho bà con. Chúc bà con xem video thật vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Bye bye.